chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp của Kisato Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963 459 288 hoặc 0989 22620. Hôm nay Kisato xin giới thiệu đến các bạn mẫu nhà cấp 4 mái thái vô cùng đẹp mắt và cuốn hút của gia đình anh Trần Văn Nam tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trường khu đất, lắng nghe và thấu hiểu một cách sâu sắc những mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã thiết kế ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích xây dựng là 188m², chiều ngang ngôi nhà là 13m, chiều sâu là 14,51m. Nhà cấp 4 với chiều cao từ nền tới sàn áp mái là 3,9m tạo nên sự cao ráo, thông thoáng trong ngôi nhà. Các kiến trúc sư đã bố trí các phòng một cách hợp lý, khoa học cho gia chủ. Công năng của ngôi nhà như sau: một phòng khách kết hợp phòng thờ với 37,76m², một phòng bếp và ăn với 24,96m², phòng ngủ 1 với 15,37m², phòng ngủ 2 với 13,19m², phòng ngủ 3 với 15,88m², một nhà vệ sinh chung với 2,45m² và một nhà tắm có diện tích là 3,02m². Ngoài công năng hợp lý, thì không gian ngoại thất cũng là điều tự hào của gia chủ. Ngôi nhà với hình khối vuông vắn, khỏe khoắn, hệ cột vuông vững chắc, nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà, kiến trúc mái thái độc đáo, tạo nên cho căn nhà anh Nam diện mạo nổi bật nhưng vẫn thanh thoát. Hệ mái thái màu ghi cao ráo, được lợp bằng ngói romantic cao cấp nhất thị trường hiện nay, không lo rêu mốc, thấm rột, giúp thoát nước mưa nhanh chóng vào mùa mưa và mát mẻ vào mùa hè. Các không gian bên trong được bố trí hợp lý, sử dụng thuận tiện và không gian diện tích đều được sử dụng tối đa, tránh lãng phí đất cũng như chi phí xây dựng. Để tăng diện tích sử dụng cũng như tạo sự đơn giản đến mức tối ưu hóa, các kiến trúc sư đã sử dụng gam màu trắng, ghi làm tông màu chủ đạo, kết hợp với đó là các đường phào chỉ giúp bức tường thành trở nên tinh tế và mềm mại hơn. Bên cạnh đó, phần chân tường cũng được ốp gạch thẻ màu ghi để tăng hiệu ứng riêng biệt cho ngôi nhà, đồng thời nâng cao tổng thể công trình. Bức tường màu trắng nhẹ nhàng đan xen với những chất liệu nhôm sinh pha của hệ cửa sổ cảm nhận được sự hiện đại tinh tế. Thêm nữa là hệ pano gỗ của hệ cửa chính cảm nhận được sự mộc mạc, nét truyền thống của dân tộc. Hơn nữa, mẫu nhà cấp 4 của gia đình anh Nam sở hữu nhiều ô cửa, bằng kính giúp ngôi nhà đón trọn ánh sáng tự nhiên vào mọi ngóc ngách ngôi nhà, đồng thời mở rộng không gian sống cho các thành viên. Ngoài về kiến trúc, thì ngôi nhà còn có sự kết hợp với sân vườn bên ngoài ngập tràn cây xanh tạo cảm giác yên bình. Ở mẫu nhà này sở hữu sân vườn rộng rãi, không gian thoáng đãng, thoải mái cho các thành viên thư giãn, các em nhỏ vui chơi. Với không gian rộng rãi, đầy đủ công năng sử dụng sinh hoạt thích hợp với đặc điểm hộ gia đình người Việt. Đặc biệt, phần mái thái được thiết kế đa dạng không chỉ làm tôn lên nét đẹp truyền thống của nhà cấp 4, mà còn làm tăng nét thanh lịch, sang trọng cho kiến trúc nhà Việt. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn mẫu nhà cấp 4 mái thái của gia đình anh Trần Văn Nam tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963 459 288 hoặc 0989 22620. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ nhà đẹp tiếp theo.